Nó vẫn thế Ừ. mà. Nó vẫn Nó thế vẫn thế đó đâu giờ mà. mà. Thứ Nó năm sửa rồi, được nó hết. được hết. Có thêm sửa đâu, lấy gì mà hết được. Hề chú Rồi, tí. bò Đó, chơi báo bài lên. thủ cứng ích nhá. Canh tuần tường nhiều rồi. Phá tường ấy, phá tường ấy. Bò chơi bài thủ tường, bài thủ cứng ích rồi. Cẩn thận hai cái góc resort ở hai góc bên trên tường, nhìn xuống Nhiều nhìn khiên cửa chính nhá. ấy nhá. Nhiều khiên nhá, nhiều khiên đấy, đẩy lạc đà là hợp lý ấy. Anh em đang hơi nhiều mô đao quá. Để bỏ bớt 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 đi, cho bớt cầm mua bớt chơi mua nhiều đao đi. thế Cầm bớt mua đao phải đi. đầu Phây đầu lấy mấy con đánh lộn nhiều vào anh em ơi. Nó có mỗi một, nhìn xem, nó có mỗi một đạo giáo ý với hai đạo mô đao, anh em cầm bằng này giáo không phá được nhanh đâu. Đang tranh thủ có tơn phá tường anh em mình ấy đi. Anh em về đổi quân đi. Đừng gỡ luôn quăng quăng phá cái trong vậy để tường bắn ra. Bắn lên tường. Đẩy khiên rôm nhiều lên. Cổng chính cho nhìn qua vậy, cho nhìn cái view cổng chính thôi. Chiều tường đi, để tường chống làm gì, chiều tường trái kìa, trái phải, trái hết đi. Vào vào ngó, đi. Vào ngó cái từng vỡ đi, vào ngó từng vỡ đi đốt chan. Ngó cho anh lấy thông tin từng vỡ đi. Chia nhau ra chèo đi, đừng có đợi. Bên nào đông hơn, bên trái phải. Hai cái sốt. Trái phải. Hai bên, bắn chéo. Anh biết rồi nhưng mà bên nào canh dày hơn. Trái đông phải ít. Biết mà. Spam quân trên tường đi. Trái đông phải ít à, ok. Spam tường hay spam tường đây, spam tường hay buộc phải spam tường nhá. Cánh của chú Hào lên được đấy, cánh thằng Crony lên được đấy. Cánh này bên leo phải đấy. Dồn, bên phải dồn được kìa, dồn tường được kìa. Bên trái leo lên được nè. Trái là trèo luôn đi. Trèo đi mọi người ơi. Đừng vỡ vỡ bên con kẹp phải mỏng nha. Cửa chính thì đừng có trèo, cửa chính đừng có trèo nhiều. Cửa chính trèo nhiều đấy, giá nha. Để bay thôi. Này. Gian. Lửa bên trái, băng luôn, băng đi. Nó đang ra cố này, cánh của Alatus bắn xuống đi. Em không đem pháo. Em lấy chip mà. Có hai cái rapshot ở bên phải đừng vỡ đó. Ê, bên trái đừng vỡ anh em bắn bậy. Cái chính bây giờ đẩy vô lên thôi, đẩy vô mỏng một cái đi. Em đi vào spam quân đánh một tơn ở đây, đánh một tơn chỗ này đi. Em đánh một tơn đi, đánh một tơn đi. Đúng rồi, đánh một tơn đi. Tường đánh xuống luôn, trên tường đánh xuống luôn. Tường vỡ vào vào ép sang trái, ép sang phải. Bên này đúng chỗ đô binh ấy. Chỉ để một đạo khiên kê ở phía sau thôi. Cổng chính ra đi. Cổng chính đi vào sang cộng. Cổng chính đi vào sang cộng đi. Anh em chạy hết sang cộng đi, đừng vào ích. Chạy xuống cộng đi, đừng vào ích. Đừng để nó gọi lính em ơi. Anh Miu với cả Chí Nguyễn vào bay nhá. Vào bay mình ấy. Đánh cộng trước được vừa ít sớm. Đánh cộng trước tè cho nó cộng đi. Nó chạy về lấy cộng kìa. Cộng sai gần được. Nhanh. Chú Hào với Hà đét nhanh lên. Anh A Cóc đi lên luôn nhanh. Ai gần cộng nào vào cộng đấy. Đúng rồi, anh Miu với Chí Nguyễn. Cầu Chí ơi bạn vào đi. Có anh Miu rồi. Đi. Có anh Miu với Chí Nguyễn thôi. Đi. Sang vào cứu cộng đi. Bó dồn về cộng xa rồi. Dồn cộng phải. Dồn cho ai. Bó về chỗ xa rồi. Nhanh. Mất thời gian này. Nhanh đi tia qua bên cộng phải kìa. Quay qua đi bên đó vậy. Farm lính làm cái gì vậy? Ở giữa đâu có ai. Farm tường nhá, đừng farm lính nhá. Có súng lửa với đao ý kìa. Rồi thằng kia về rồi, Chí Nguyễn đuổi theo, anh Xiang Yu sang cộng luôn. Anh em có lính giáo dùng các thứ blazing trước cộng nhá. Chặn đường chúng nó tiếp viện này, chúng nó ra sang cộng này. Lồ cái gì vậy? Sao đéo thấy con mẹ gì hết vậy? Không. Cộng vẫn đang nhảy nha, cộng phải vẫn đang nhảy nha. Nhanh đi, mấy đồng chí ơi. Để chết tí mẹ đi cộng ơi. Ép qua cộng phải. Ép vậy. Em đi, cổng chính cứ đi vào, cứ từ từ mà đi vào. Tìm đủ mọi đường biết là sao gặp nhau trong cộng phải là được. Nghe cá chép với các thứ đang ấy đây. Bỏ qua cái X đi nhá, cứ là lách đủ thứ miễn là vào được cái cộng đi. Lách đường nào cũng được. Cổng chính nó chặn nhá, nó đang chặn cổng chính ấy. Mình đi được từng đứt sang. Cổng chính chặn đi được ra, một người đứng, chỉ có mình Kitter bạn đứng ở đấy quay bắt nó vào thôi. Trời chồng vậy. Cộng chống rồi này, cộng lại cộng nó vào được lấy lính cái này.
ông Lucky, Lucky God gì đâu, cứ vô đây đẩy vô đi. Qua đi, qua đi, qua được mà. Nhảy qua đâu mà phá đi, có Trí Nguyễn mà. Trí Nguyễn bạn tông thẳng mở đường ấy, bạn đứng ở đấy luôn. Hạnh Hera đứng đánh với Trí Nguyễn đấy. Hạnh Hera đứng giữ cái chỗ này sạch. Cái chỗ cổng chính thống mà thoáng anh em sang cộng vào thoải mái. Ai có quân đánh lộn cứ nhào hết vào trong cộng đây. Còn giáo chống thì chống ở cổng chính thôi. Đánh đi, nó mềm thôi. Ơi, nó lại gọi được lính nữa kìa. Bỏ bớt cái mồ đào đi, đánh nhanh vô. Thôi xong rồi, nó gọi được lính, nó gọi được lính rồi. Đấu ấy, đấu ấy. Lên cộng trên, lên cộng xa, đúng rồi, sửa tung về chúng ta. Anh Trung ơi, ra dự bay cho em, anh Trung ra cổng chính. Anh Trung ra cổng chính đi. Ra phát ra cổng chính luôn. Anh Trung ra phát ke cổng chính đi, nó chạy ra quay bay giờ. Đánh cổng chính luôn. Ba người về chỗ sở tung này. Chúng ta lên hỗ trợ sở tung ấy. Đi thẳng hết tiền em ơi. Bên phải nó che rồi, mình cứ đi lên đất là mình bẻ phải. Đi lên đất đã, là bẻ phải. Đúng rồi, mình có cái đường này này. Đấy, chúng ta đi thẳng, đi thẳng. Bỏ qua cái X đi, vào cộng đi. Chúng ta đi thẳng vào cộng. Lách ra xuống, lách đất. Lách qua thằng đất, lách qua thằng đất với kia ra vào cộng. Đúng rồi, đi theo Kha kìa, Kha hay kìa. Nó đi theo Kha kìa. Cả Kha này, đúng rồi, Giang đi với Kha kìa. Đừng vào X, vào cộng ấy. Anh em vô phá cộng, anh em hết lính vô phá cộng luôn. Anh Trung vào đi, anh Trung với Gia Phát vào đi. Anh Trung với Gia Phát vào đánh mềm vào đi. Cánh của anh Trung với Gia Phát, Kha vào nhảy cộng đi. Anh mặt của phải đi, chú Tam phá nha, chú Tam. Chú Tam phá, đẹp. Đúng rồi, Kha vào đi Kha. Tappy, cánh của anh Trung với Tappy ra nhanh nhá. Ra nhanh sang cộng, cái đăng sang cộng đang quay nhá. Hỗ trợ giết cộng phải đi. Anh em cứ đi tường này ra thôi. Ui rồi, có gì đâu. Đi từ cổng chính ra thôi mà. Dồn dập vô cái phải, cổng phải đi anh em. Nó mang hai kỵ nhá, còn lại toàn khiên thôi, nó toàn khiên thôi. Đi thôi, có kỵ vô là dọn được. Mình cũng mang kỵ với cả mấy con khiên thôi, chứ đừng có mang nhiều giáo quá. Mang nhiều giáo quá không đi chậm lắm. Làm phun kỵ giùm tôi mấy ông. Giáo đánh bay mà. Phun kỵ hoặc phun mấy con đánh lộn ấy. Mình giết mới nhanh. Nó có để rep shot cho bắn nhanh anh. Lâu quá xây mẹ rep shot đây. Chỗ thế anh với Tappy xây được rep shot đây. Vào cộng. Tappy vào cộng đi, Tappy với Khan thay phiên nhau mày ơi. Mày có giáo ý của mình nhìn hồn sao hết. Bay không sao đâu, Vô lót đi 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 đi. Em qua lót đi đi. Qua lo gì vậy? Bắt đầu anh Mew chết thì mình nhìn đâu. Em qua lót vô cộng phải đi, hỗ trợ vô cộng phải tiếp. Nó lại gọi rồi này. Gom cho ai đi. Rồi rồi, giết chỗ từ bỏ thì bẻ qua từ bỏ giết. Bẻ trái đi. Giết đi. Không cầm giáo ý nữa nha. Trời ơi làm ơn đừng có cầm giáo nữa. Nó có đánh nhiều ngựa đâu, nó toàn chơi lạc đà với cả khiên bốn mà. Kinh mà. Lấy mấy con đánh lộn á. Phải lên sơ với siêu đần mà vô, hôm qua mình nói anh em rồi. Cầu chính, đi cộng sang vào gom. Gom cho anh, một người phá rồi, có sniper phá rồi, gom. Đánh cho anh đi, gom đi. Hai có hai người phá. Con tôi vợ, để mình giết hết tổng rồi. Vô đi. Rồi, vô rồi, đánh ấy, đang đánh ấy. PK khéo ấy. Bẻ một cầu phai. Rồi. Được. Đánh xong về chỗ sniper nhá. Đánh xong về chỗ cộng sniper này, nhanh em, sniper sắp chịu hết nổi này. Kéo của lót này, hay đi vào đi. Vào, ai hết lính cứ chạy sang chỗ sniper rồi. Hết lính chạy vào trong nhà nó luôn nè, hết lính vào trong nhà luôn. Rồi. Cộng ổn, không đi về. Đánh tiếp. Hết lính chiếm vào trong nhà luôn. Hết lính vào trong nhà luôn. Cậu phải chiếm được đấy. Cậu phải chiếm được đấy. Leo thang hơi lâu ấy, Blue Spear. Anh Mew súng đánh à? Nhà nghe nó gọi được lính bây giờ. Ôi. Sao để bỏ chạy hết nhỉ? Không phải bỏ chạy, bị giết đấy. Cái này là không xây đồ, không giải quyết nhanh được là phải xây đồ này. Đi chậm xây đồ đi, ai bổ binh thì xây đồ đi. Không xây đồ, PK thua chúng nó này. Mình cứ đi đường vỡ sang thôi. Em lên cộng xa. Đảo ra. Đảo nhiều đường anh em, có nhiều đường để đi lắm. Tự suy nghĩ đi. Anh em đừng vào, nó ra cắm bay ấy. Vào anh ơi, giờ thì vào rồi. Vào dãy ác bên này. Bỏ đi qua chỗ anh rồi, đi vào móc ba người cho anh. Móc ba người, okay. Bẻ chết chỗ này cho em. Má tèm đánh không biết cover nhau gì chứ. Quay anh một tí đi.
Anh mưu xuống cộng đi, nó mà nhờ nhìn nhảy quân thì anh phải đi vào lập lòe đi, đừng đứng trên tường nhìn nữa. Anh chết thì sẽ có người khác thay. Xuống đi, xuống cộng đi, lên xuống tự sát đi. Đừng có sợ cái dàn giáo anh chết nữa. Nhất đi. Đúng rồi. Báo anh kì. Đúng rồi, ai hết quân chạy hết về chỗ Mew Channel đi. Anh cả chép cản lại, ôm đi chúng nó lại. Lấy được, anh cả chép kè rồi. Kinh ơi, bạn còn lính, bạn quay lại đấu thêm một trận nữa đi. Nhanh em có thằng vào đấy, có thằng vào đấy. Nhanh em Kinh ơi. Gọi lính lẻ đi, không có đâu. Trên đầu một ngựa. Gọi phục vân nha, gọi phục vân nha. Cánh chỗ này thông qua tớ cổng chính, cánh cánh từng vỡ. Giữ cổng này đá. Này, để ý này. Địch nó đi đường này này. Không ra, anh Mew được thay lính nhá, riêng anh Mew được thay lính nhá. Không ok rồi. Có bốn dây rồi, cái giáo như thế, rồi đi. Anh Mew được thay lính, kệ đi đi, ăn rết. Có lính của anh Mew rồi. Anh Mew giữ cậu, bởi vì có thằng nó đang dình lấy bay. Cậu giáo nha. Nó đổi quân ra, nó lấy cộng của mình. Anh về bay, giết cho em cái thằng kia đi. Bởi vì lính anh đang ở bay, anh Mew về bay đi. Nó đổi quân nó ra giết lính anh ấy. Tất cả đi đi, trừ anh Mew về bay. Em anh ấy. G anh em ơi. G nè, mọi người quên G nè. Chỗ đẹp này. G đẹp. Tốt rồi, lính quay. Giờ thì kệ cha rồi, anh Mew đi lên đi, có ích rồi. Ok rồi, xong rồi anh ơi. Lên thôi. Chạy thẳng lên cộng thay lính. Chạy thẳng lên supply đổi lính. Đứng. Anh chạy thẳng supply ở trong ấy. Đỡ mất thời gian, đừng chiếm mấy cái đấy làm gì. Mất thời gian. Đặt đánh mặt lên, dí theo vô cậu luôn. Bảo hứa lên em ơi. Ai có giáo canh chỗ này. Bỏ. Rồi bắt đầu đến lúc giờ xe qua này. Ôi kìa, nó hết người kìa. Đừng farm mấy cái đảo tàn quân nữa, khổ quá. Giết tướng ấy. Nó chết rồi, nó mất lính rồi. Rồi, đổ bộ binh nè, bắt đầu mở giờ xe qua này, đặt pháo đấy. Em lên, ui bị con mấy. Có người dưới sót đấy. Nó bị rồi, nhanh áp bọn này, nó nhanh áp. Bây giờ đến lúc đánh chậm mày, anh em đánh chậm mày. Em tính lên quấy mày, nó bịt mày rồi. Ở đâu, sách vở hổng gài học đó không? Ngoài hết ra. Từ từ nó két chơi. Rồi giờ mình sẽ đốt chậm. Cái team của chính ấy, team của chính này, để cho em một đạo giáo ở đây này, để cho em một đạo giáo ở đây, nó mà nhảy xuống lấy X là mình biết ngay. Để em can sập cho, để em can sập. Cứ cầm Simodan can sập là dễ nhất. Mình bắn mềm mà báo lên nha, mình đang bắn nó két ở cổng chính nè. Đúng rồi, anh cứ bắn đi, anh em bây giờ hẹn 15 phút chơi. Cứ bắn đi. Không bộ đông nha. Nó chơi nhiều khiên, bắn vào mấy con lạc đà. Bắn vào mấy con lạc đà, cổng phụ với tôi này. Bây giờ khiên rôm ấy. Nó mềm lắm rồi nha, nó mềm. BMX ơi, cá khịa cẩn thận đấy. Bởi vì đang đứng một có một thằng rớt xuống kìa, lén kìa anh Mew. Hai thằng lén xuống kìa. Chú 8 cẩn thận. Tôi đổ vũ khí lắm. Anh Mew đứng rồi, còn chú 8 mà chẳng may vỡ pháo thôi. Cổng chính mỏng. Mỏng lắm kìa, cầm chiến mỏng lên, lên đánh một trận, lên đúng rồi, không cần phải đổi giáo đâu. Lên câu này. Lên cổng chính, chỉ hai cầu thang phụ thôi. Chỉ Blue Spear với Arlert thôi, còn lại anh em lên đi. Anh Mew đứng ở đây cho em, chú 8 đuổi theo cái thằng đao khiên. Đi ra cửa chính. Chú 8 đuổi theo thằng đao khiên là được. Kamino Kiba bỏ qua đi để anh Mew lo. Lên cổng chính, Kamino Kiba. Chú 8 cứ bám sát ở đấy, đừng rời đó. G đi anh em ơi, G đẹp. Chén. Cái sao kìa, Mew với anh Mew. Alert chuẩn bị tiếp khách, hai thằng. Rồi em thấy. Chú 8 vào anh với anh Mew. Kinto sau lưng nè, Kinto. G đi, anh em cứ đánh đi, gọi quân. Chuẩn bị một thằng sau lưng này, một thằng nó phá pháo mình kìa. Có thằng Xin Jinping phá pháo mình kìa. Anh Mew cứ đứng yên nhá, anh Mew đứng yên đấy. Rồi, Kiba quay về, anh em lại quay về. Tập trung cầu thang trung tâm, nó mà đuổi dai là mình gờ luôn. Alert bán cho nó cho anh em lấy quân đấy. Đấy, có thằng đao khiên đấy, đúng rồi. Bơ vừa chín lên. Nó nhiều siêu lắm, cầm lính phá siêu lên. Có 3 hàng đi cộng rồi nha, lên cộng đi, anh em cộng lẻ. Rồi, xong rồi, chịu mặt tay không kìa anh em. Bây giờ bọn này chơi lầy rồi ấy. Chúng ta mặt tay kìa.
Không, một cái tính như đó à. Cầm siêu đần chưa? Ai cầm siêu đần mới canh sập đi. Cầm siêu đần chưa? Bấm 2 đi. Siêu Maiden hoặc là Iron ra. Cầm siêu đần thôi, cầm siêu đần canh sập 2 người. Cầm siêu đần canh sập 2 đi, một người đi. Cứ một người cầm siêu đần canh sập 2 cho mình. Rồi rồi rồi. Cứ để alert rồi đó, canh nhó. Alert là nút đồ. Rồi lên nè, lên chép nè, lên chép nè. Lấy tự dâm đổi lính đi nha, không cầm kỹ nha. Giờ nó cầm nhiều rào với lạc đà đấy này, lên kỵ là thua đấy nhá. Anh em cất hết kỵ đi. Lên đi. Đẩy lên lên, chép đi anh em. Bắn pháo tiếp đi. Mất thế chưa, đẩy lên đi. Để chép thêm cái nữa. Cứ pháo tiếp đi, pháo tiếp đi. Chưa mềm, chưa mềm, chưa mềm, chưa mềm, chưa mềm. Chưa mềm đâu, chưa mềm đâu, lên cả kỵ thôi, lên cả kỵ thôi. Lên cả kia thôi. G đi, nhìn đạn, nhìn đạn súng lửa G đi. Chú Tám bắn đi, chú Tám bắn đi, góc này đẹp quá chú Tám ơi. Anh cứ phải lo thế nhờ. Cầm xin một đần, nó cầm xin một đần. Em cầm ngựa. Ngựa để, ô ngựa thôi em lên đi, ngựa em lên. Ngựa lên đi, để em căn. Đi lên, đi lên, đi lên. Đổi chỗ đi, nếu mà còn đúng là quân cuối thì đổi chỗ đi. Anh em mình mất rồi nha ai mà. Ngựa đi lên đi, ngựa đi lên đi. Đánh đi, đánh đi, đánh đi. Lên. Để em lên. Chặt bừa cái trong mình chết luôn. Chặt bừa cái chết luôn, có gì đâu. Chỉ có xì một đàn với cần supply thôi, còn tất cả cầm lính khác cứ đi lên. Tinh hoạt lên. Anh em lên đi. Anh Mew xây pháo đi, anh Mew xây pháo mà bắn đi cho đỡ mất thời gian chết. Anh đi, đẩy. Vẽ một đường ấy. Kha đi kèm thằng ấy. Gần hết máu rồi. Máu xuống nó bắt được, chứ. Được. À thì thôi không sao đâu. Cậu không vấn đề đâu, Chết thôi. Minh Nhật cứ đi. Nó xuống cầu thang phụ, Nó xuống cầu thang phụ. Có đạo em đâm vào đây. Bắt lại hộ cái. Go đi anh em ơi. Trời tuyết ăn kiểu lâu. Đúng rồi, cứ gờ đi, bọn này chơi nhiều khiên nha, nó ngồi cứ ngồi ị ra mà. Có sao đập tường yếu nhỉ? Đi lên đi. Nó dẻo. Cho ai cho xin tầm nhìn cổng phụ ấy chăng ơi. Đang lấy giờ thì cứ đảo cổng phụ có cái gì ấy. Bảo đó chú Tám anh ơi. Chỗ chú Tám này đứng bắn pháo cho đánh cổng chính. Cứ đánh cổng chính đi, cứ đi lính hai phụ thôi. Bởi vì là nó có lửa phá rồi. Bơm cái phổ đi anh em, bơm cái phổ đi. Ý là cho một đạo pháo đứng ở đó bắn qua cổng chính là nó không có bắn được. Bắn được. Ê. Phách qua ở phụ đi. Phách qua ở phụ đi. Cửa chính nó xây một lồn pháo ở trong bay cái chỗ này. Cứ bắn trong cái chép cổng chính ấy, xong anh em đánh một trận cửa nhỏ cửa phụ kéo nó qua xong rồi về đảo lính sang cổng chính được chưa? Cái trận của Giang với Tia Heaven với các thứ anh em cứ đánh bừa một trận nhỏ để đẩy lên, để lên đi đừng có đợi cầm ngựa mà đợi gì nữa, cứ đẩy lên đi. Đánh ca khịa một trận đi. Mình 23 mất thời gian lận đánh đi. Bạn bên cho anh em đánh đi bạn ơi, đừng cho anh em hâu nữa. Đánh chưa? Tớ ping đánh nãy giờ mà. Các cái đêm đánh bắn đẹp lắm. Chú Tám chạy rồi vào thoải mái này. Cầu phụ đẩy hết, chú Tám đẩy lên cái lan can là nhảy lên được đằng sau đấy. Nhảy lên cái lan can giết cái thằng Vong Tân đi, để nó làm gì thế? Nó xây Graceout trên đầu anh em mình mà, cái thằng Mountain này này. Cổng phụ lên được nhá, ai đây đi cổng chính nhá, mà hết quân chạy về lấy cổng phụ đi. Cổng phụ đi xong vắt ép vào cái góc này luôn này. Cổng chính cứ đánh ấy. Cứ giết thằng Davi. Giết đi. Giết được thằng nào giết luôn. Nó thiếu người, để cho nó thiếu người. Chạy sát từ bên phải anh em, sát từ bên phải. Đó, nó đang nhảy cộng thì không giết, nó nhảy đính đâu ta. Đúng rồi. Giết đi. Mình đang thua quân đấy, anh chết rồi thôi không sao. Em nhìn không? Có cái thằng Mountain nó xây một cái chép ở đây này, anh em gờ hộ cái chứ. Để đi cổng phụ lấy giờ bị nó tỉa cái không thấy à? Nhìn này. Đầu tư cái gờ hay cái gì đi chứ. Để vào phá đó mà phá không được đó. Ê, phát ra gờ cú đấy á. Giăng ra ngoài không trời. Mới vô. Một thằng vào X, Elgolot với anh Ken giết nó nhanh đi. X không sao. Có anh Ken rồi.
Ờ, đặt pháo đi anh em ơi, bắn cho nó mềm ra đi, nó toàn bô đao. Anh em. Nó bây toàn bô đao thôi. Bây giờ đừng lại nhiều kỵ quá rồi, trừ LP ra anh em cầm bộ binh đi, nó toàn giáo với khiên thôi. Ai hết kỵ LP, ai cầm kỵ lên đẩy xong mà LP. Lên lên đẩy đi, tôi đang đẩy cửa chính ra. Ờ, không sao. Ai vừa mới vào cầm kỵ thì không vấn đề. Blackhead ơi. Có một thằng kìa. Blackhead sau quay về quay về cái. Giờ đi, giờ đi. Kèm kèm sau lưng. Giờ đi. Còn ai còn một vị kỵ thì cứ chặt cái thí đi, chặt thí rồi eo đi. Để có đợi. Đi theo thằng Watchman cho anh. Giờ đi. Đi đường này, đi đường này. Này xe cho mình một cái kết thế này với. Xe cho mình một cái kết. Nó đang đi, nó đang đi trên đường thấy nó chưa? Có cái rocket của em á anh. Đâu? Không cần biết quy tắc đừng không cần lên đâu để ra đi rồi. Em mà tham sự supply này để anh. Để ra đi rocket rồi xong rồi, giết nó đi. Bắn mà hãy gì người tầm 40 giây nữa đưa để đó mình bắn cho. Bắn mềm mấy đạo giáo ý rồi mình lên được. Anh em mình đang bị ổn. Này, lên đi. Này. Cái công cụ này nhá. Lại ông bắn làm cái gì? Mà không ngờ là nó muốn cứt này. Cái chỗ này phải ngờ này, nó đặt 2 3 pháo ở đây rồi đấy. Chết đi anh em, có chết mà, chết đi, cứ chết đi. Đi cổng chính. Cầu thang phụ Ken Phạm với cả hàng tiền cứ đánh ấy. Tôi nói thật nha, ông Ken lạc đà qua ông nào á mang lên mà đánh đi cứ để trong tay hoài, chả hiểu làm gì. Lên cổng chính được, cổng chính lên được. Đánh đi, bọn nó đang bố thác cổng phụ này. Anh Ken với Hạo Nguyệt cứ chơi ở đấy đi. Đúng rồi, Miu Miu nhảy tốt, lại về lấy lính ấy. Đánh đi, G đi. Anh em cứ lên spam quân mà đánh đi. Spam quân đi. Em thấy bây giờ mình có 5 người có 1 căn supply hoài luôn, không có đẩy á. Hồi này có mình rồi này. Có mình căn supply đi hết đi, để mình căn supply, để mình nói là đi hết đi, để mình căn cho. Đi hết đi, đã bảo đi hết đi, không tin mà Kitter à? Đi. Cứ đánh đi. Thế anh đánh luôn. Đánh dọc cái tường, kìa. Chạy rộng qua. Chạy rộng qua, đúng rồi, một người nhảy vào bay hay lắm. Cứ miêu quý tộc cứ làm như thế. Bắt chúa vào bay. Cứ lên đi, mình lo hết cho. Cứ lên đi. Bám mặt lên. Nhảy xuống, anh Trung nhảy xuống không cần cố đâu. Hết quân cái nhảy xuống. Ờ, cho anh hết người rồi nè. Ừ, thì mình cứ bao dần thôi. Không, cái này là về lấy lính. Đánh cái này mình phải bao từng lớp một cơ. Nhưng mà nãy giờ cả mấy ông không bao đấy. Bây giờ chúng nó toàn kỵ này, giờ thì lấy giáo này. Chúng nó giờ toàn kỵ với giáo này, đấy chúng nó bị bao hết rồi này. Một bên này, cầm một bên này. Giờ cầm full giáo lên này, cầm full giáo với cả siêu Maiden lên này. Chúng nó giờ toàn kỵ thôi. Bước thẳng đồn nó cho bay nữa hả? Giờ chúng nó full kỵ với cả giáo này. Đánh, chúng nó bí quân rồi, cầm bộ binh đi chậm. Giờ này đánh chậm nhá, tên này là ăn được luôn đấy, tên này đánh được là quay được bay này. G nhá, chuẩn bị dùng G đi. Đi thẳng cổng chính thôi, giải quyết nhanh này. G đi, anh em đánh giáo. Đẩy cái đạo mô đao lên, đạo mô đao đứng ở cầu thang làm cái gì? Lên, cứ đi tiến lên, mô đao luôn tiến lên trước giáo ý nhá. Cứ giáo ý đi chắc là anh em mình thắng, bọn nó giờ toàn kỵ thôi, nó về nó spam thêm ít siêu này, siêu không vấn đề, cứ đánh đi. APK này, vào APK này, thông cổng chính, đẩy lên. Yari lẻn được vào trong bay không? Nó đẩy Fencer xuống trong cổng rồi nha. Bim, sang với anh King Lao Lưu, sang cộng với anh King Lao Lưu. Còn lại cứ PK đây. Ê, có một thằng nó nhảy xuống X, Bim. Kệ, King Lao Lưu. Anh xu. Bim cứ vào đi, Bim cứ vào X đi, Bim cứ vào X đi, quay cho nhanh. Bên cao này vào bay với cao vào bay đi, vào đi. Nếu bên bay thì bot được vào bay thì vào bay. Bay lên bay. Xong rồi, interrupt xong rồi. Vừa bảo đã ích xong. Để có anh Su rồi, giờ anh Su đến kịp rồi thì thôi. Nhanh lên thẳng bay. Không vấn đề. Khai sang cộng nhá. Anh Su đừng đi ở đấy cho em. Anh Su đừng đi đâu ạ. Khai với zoom lên cộng đi. Anh em cứ đánh đi. Giờ nó lại toàn khiên này. Anh em mình đổ lên lính thì anh em mình phải đổ lên lock. Anh em lock vào game lâu quá nhỉ. Anh em lock vào game lâu quá. Chỗ lead ở zoom G đi.
Còn phải lên sơ gì lên em ơi, phải lên nhìn thấy chỗ cầu thang minh nhật này, không ngờ này. Gờ đi anh em ơi. Có những cái chỗ này đẹp như này mà không ngờ này. Gờ này. Nó lại nhiều giáo khiên. Giăng vào PK nốt đấy là xong. Ai hết lính thì ấy đâu, còn ai hết lính thì vào lấy cậu, còn lại cứ đi tiếp một thang chính ấy. Chúng nó đang đi mất vị trí mà. Một người lấy cặp Simadan đi, thủ lấy thủ trang sức. Anh toàn bộ anh em nào mà vừa lấy được quân ở cậu nhá, đi lên cổng phụ. Lấy quân đi cổng phụ ấy kìa. Cứ đánh ấy, cứ đánh ấy. Supply đi, supply đi. Cửa chính thông, đúng rồi, supply đi cửa phụ. Người ra phá hai cái rocket ra chỗ cái cửa chính nó đi. Gờ đi, mình có gờ mà, đi hết cổng phụ. Giờ đi hết cổng phụ đi được nhá, cổng phụ đi được, chạy vào bay thông ra cổng chính. Cứ đánh ấy, đúng rồi, anh Su phá chuẩn đấy. Đút đồ can supply, đút đồ. Chú đám phá không chết được, vào sâu thế rồi mà. À, bị súng bắn. Đi hết cổng phụ nhá, đi hết cổng phụ nhá, đi hết cổng phụ nhá. Hai rocket này mời có hai rocket cái dốc kìa. Giờ lại ép cổng chính đi, giờ lại ép lại cổng chính đi, giờ lại ép lại cổng chính đi, cổng phụ. Một thằng rớt xuống này, đút đồ chăm sóc vào đi. Kệ thằng đấy, anh cao ơi. Để đủ đồ chăm sóc không? Cổng chính mỏng nha, cổng chính được. Cổng chính lại lên rồi, anh em lại đảo lại. Cái map này cứ chạy qua chạy lại thôi. Atula vào sập chiêu, mở đường cho sniper đấy. Sập chiêu ulti cái xong đi về, mở đường cho sniper đi về, lấy quận được. Ôi chết cha đấy. Đi đánh tiếp đi, đánh tiếp đi. 2 phút 54 rồi. Có nhiều siêu phải đổi lại, đừng chơi mô đao nhiều nữa. Nó chơi nó nhiều siêu cầm nhiều lính phá siêu lên. Cầm phải lên sau lên dọn đi. Iron lên chạc siêu đi. Ừ, lúc ma quan trọng bảo nó điều siêu nó để lạc đà kèm cùng đấy. Cho nên phải bắn mềm bọn lạc đà ra. Đào co xuống lửa có lấy nó thấy cứ phụ mỏng. Cứ phụ mỏng. Lại đảo tiếp. Ai đang đánh giờ thì không nói gì, đảo tiếp đi. Đây là lần đầu tiên mình đánh bọn này mà. Bơm lên bơm xuống. Thành kia đi qua này, thành kia đi qua hoàn toàn thoải mái này. Thành kia xong nhảy xuống cầu thang luôn, làm một đường nhảy xuống cầu thang đúng rồi. Giang cứ đi vào bay quấy thôi. Thằng nào vào lẻ thì PK. Can sập đều. Can sập lại cho đều vô. Can sập lại cho đều vô. Rồi, lúc đồ canh tốt mà. Lên đi anh em ơi. Mạnh dạn, mạnh dạn. Còn có 2 phút cứ chơi thoải mái đấy. Đi phụ, đi phụ. Cổng chính khoảng 2 người thôi. Cổng chính khoảng 2-3 người thôi. Đi phụ đi, phụ toang ấy, phụ toang ấy. Phụ lên được ấy. Rốt chan mà chỉ đứng đấy đánh cùng dây nhá. Cứ dùng G đi. Đúng rồi, G phụ đi. G phụ cho anh em lên được. Ơ, hình như nó phá chép mình đúng không? Tôi thấy ít chép rồi. Hết giờ nha, hết giờ nha. Ừ, hết giờ thì cứ chơi thôi. Đánh đi, đánh đi. Mẹ, nó phá chép. Ừ, nó phá chép mình thôi mà. Tại mình hầu lâu quá đó. Cứ đánh nhanh liên tục đi. Đợi nhau không? Phụ thông được này, phụ thông được này. Kệ đi, cậu ổn. Ba thằng xuống nút đồ, chú A phải xuống nút đồ ấy. Hết giờ rồi thôi, cứ đánh theo, cứ thông ấy. Thông mang nhiều khiên La Mã lên. Anh em cầm nhiều serum lên em ơi, cầm siêu serum lên. Ai có serum nó chơi nhà này, nó chơi full serum. Nó chơi bài, đổi bài counter mình này. Cái bài này bài khác. Yeah. Lên đầu thì cứ mang siêu rom lên mà đập vả nó rồi xong rồi mang quay chạy qua deep chống chạy qua deep đỡ cái bê mốt này nhanh Andres chăm sóc rồi. Child's play. Để AC nhá, tất cả còn 34 giây xem cái backup mới sao rồi. Ơ, sao thằng Kiba, Camino Kiba nó không vào được đi con nhỉ? Không anh Trung ơi, cái đấy cầu thang map đấy không làm thế được đâu. Cái map này là luôn phải để lệch 50-50 cả hai cổng không vào được luôn. Thằng cái cơ của mấy cái mod lại nè. Anh em cầm Iron nhiều vô, Iron siêu rom nhiều lên. Mấy chơi được mấy này.
Mình đừng có chơi siêu quay đình. Có một cái cờ đang xuống đèn đó. Cầm phun lửa nha. Cầm phun lửa nha. Từ A đép cờ đép thành. Cờ này giống giống mắc cờ kìa giống. Cầm phun lửa nha. Có một cái cờ nó xuống đây ra lết nữa kìa. Bí đầu nó. Sao không thấy ai cầm ai đạo bảo lính ta? Mấy quả kia toàn thấy cầm mô đao lên đầu thôi. Tập một kiểu xong sao lại đánh một kiểu thế? Nên cái trại này phải đánh này. À đâu? Cái đe lớn này của nhà mình mà để nó cắm được. Không thì đâu. Đúng không? Để nó cắm đi. Đánh lát nữa, đi, lát nữa đánh rồi ai ai đép giùm mình. 07 007 nó đi lung ta lung tung, nó còn chui giết đi, giết đi, giết đi, giết đi, giết đi, đủ người đéo đâu, giết đi, giết đi. Rồi anh em bây giờ mình cầm ít vào đâu lại anh em ơi, bây giờ nó lại này anh em mình cầm nó chưa toàn con cầm siro nó không có lý, nó không có à nếu được cầm ném lọ đồ búa ấy. Bên công cầm ném lọ như cứt ấy. Bên công cầm là anh với thủ thôi. Bên thủ còn khỏe chứ bên công cầm như cứt ấy. Thủ thì khỏe, bên công thì như cứt. Cầm thêm một chút CO vô. Cầm CO, CO vô một chút. Cầm Iron vô. Thế anh em nào đang có tay búa thì cứ đánh búa như anh Cóc ấy. Đánh búa các từ phá nó nhanh. Bà máu đi anh em ơi. Mình đánh kiểu bà máu đi, hôm qua mình tập đánh bà máu đi. Anh em đánh cứ hầu hầu. Cứ mình thấy cái bài lực là nãy đến supply để rất là lâu nha, mình chả hiểu để làm trong đó làm cái gì. Em thấy cái pha mà nó còn đánh thì mình cứ phân cấp cho Mai đứng ở supply canh ấy, em thấy nhiều người cứ đứng canh đang canh ngoài. Không phải. Ừ thì phải đọc tên đó, cái đó là phải lính đọc tên. Lính mang đi ra hết khỏi supply để một mình canh cho. Không, ai bắn một... pháo, ai bắn rocket ở cao của anh, ai bắn rocket ở cao thì kêu người ta để lính nó gần chỗ mà chuẩn bị đánh ấy, để lính nó cái bên ngoài. Vô đánh 13 vết 15 tấn được. Chỉ một à với cả chúng ta không cần phải bắn phá mạo hiểm bắn pháo ở chỗ góc đấy nữa đâu. Cái góc đấy giờ nó lên nó nhảy xuống nó phá nhiều. Đứng góc đấy không hay lắm. Để một góc ở chỗ gần supply là bắn hay hơn. Cùng mình cùng nhắm đến cầu thang chính mà. Chúng ta có gì xây ở cái chỗ bỏ đơ mình bỏ cái tháp đi. Ok. Ừ. Quên là lấy giờ mình nhớ ra. Mình đổi lên lính một chút xíu, bớt mô đao lại. Thêm fire dancer vô. Bây giờ bụt con siêu nhanh lắm, lên được bụt nhanh lắm. Cầm Iron vô, siêu rôm vô, siêu rôm nha. Đó, đọc cả tao ý anh cho cầm thêm 2-3 đao Iron một cổng đi anh. Thêm siêu ô, thêm phun lửa vô nữa. Không cầm phun binh, cầm phun lửa. Ừ. Cầm phun lửa đi. Nó là siêu nhiều lắm chứ. Rất có phun lửa đấy, rất có phun lửa. Chỉ có phun lửa nhiều anh em có mà. Bọn nó ít chơi kỹ pháp lắm, chơi kiên không mà, kiên giáo ý. Nó chơi siêu chậm. Nó đánh chậm nhất là chậm luôn, mình phải chơi phun lửa mới xịt được. Cầm thêm siêu âu vô nữa. Và nhớ là vẫn là cái bài spam nha. Đừng cầm nhiều quá. Nãy đợi spam mãi không chơi spam mình. À anh em xây lại chép chưa thế? Một chép đi. Mình anh em mua lại chép chứ. Còn cái Javi Bird sắp xong rồi này. Và lại phiêu ca một chết này anh em. Em xây luôn đi rớt. Ok có rồi đúng không? Rớt có rồi này, Chí có rồi này. Còn ai nữa? Ai chưa có nhá. Bên đây một chép đi, em đánh cơ đầu nhá. Bởi vì lúc nãy nó phá chép mình nhá. Bởi vì anh nhìn lúc nãy nó phá chép mình, nó đặt đồ rất là nhiều luôn. Bọn này nó khôn hơn mấy đánh nhiều. Đặt cái tay nhà nhất. Chính đồ cái đống
Đây, đấy trước của rớt cho Burspear. Bọn này là hao mạnh nhất của đại lầu đúng không? Hao làm luật đúng rồi, bọn này bọn mạnh nhất rồi. Hao làm luật đúng không? Hao làm, luật đúng không? Đúng rồi, mình đánh được bọn này, mình làm luật được đấy. Đánh được bọn này có nghĩa anh em làm luật đấy. 19 giây kìa anh em, 19 giây kìa, quay lại hết, quay lại hết, quay lại hết. Từ từ đừng mới chọn ngang, đang cắp bay xong mới được bay à. Cái lồ má đứng nhầm mà anh em má bị lé rồi. Cái lồ má đứng ngay đây là lót safe cam ạ. Bạn lấy bệnh đỡ rồi. Lé à, lé à. Safe cam, chép vô đi kìa. Boost spear rồi, anh không nhìn thấy em đâu. Sẽ băm nha, sẽ băm quân nha. Nãy anh em quên bài hơi nhiều đấy. Rồi này. Boost spear còn ai nữa nhỉ? Còn em em là ai? Chắc là em lấy Andres này. Bọn này chơi siêu nhiều, sát thương của nó ít lắm anh em ạ. Lính của nó sát thương ít lắm, nhất là ít luôn, anh em có đánh tự tâm vô. Andres bạn có chức rồi bạn tự xây đi. Nó thành dấu ý với okay. Siêu không ạ. Bạn muốn anh em nào đang được cầm chức nhớ bấm đờ anh check nhá. Cái hôm này không xây được hạng nói. Không ai được mà chả. Ok. Ê vừa mới từ sát trận rồi. Cái room này cái role Tiger không có bạn. Vào được mà, không có Tiger vào được nha. Kenny xin role được. Mấy anh em còn đau khiên thấy tụi nó đặt rocket đồ gì lên. Vô trễ lên đi. Đừng có đứng bắn đánh. On giờ mới on, 8 giờ rồi vô đánh. Honda thì sao? Full rồi, thôi Honda lên cho đẩy lên trên đi. Đông rồi, 50 người rồi, không lên nữa, không vô nữa. Vô đông đợi nhau cũng được, cũng vậy à. Đúng rồi. Đánh gì nó cũng phải có cái luật hết. Giờ đông quá rồi, đẩy lên trên đi. 51 người rất đông rồi. Để nhắn Honda. Nhắn Honda đi. Mình mới đưa lên trên dùm luôn, gang kia luôn ạ. Để tự đi đánh. Cái này thì sao? Cái này gì? Cái này ai kéo vô này. On trễ quá, giờ 8 giờ mới on đi. Mình đâm vô đi em, vô đi. Vô thành đi em. Vô đánh đi kìa. Xe chép đi em. Cầm bộ binh trèo thường về vô, đừng cầm mô đao nhiều nữa. Nó chơi siêu rất nhiều. Mó đao không chọn được chiêu. Black à. Số thì 15. Tí nữa công đánh kiểu spam quân nha. Nếu mà đánh kiểu này anh em cầm nhiều sát thương lên, bớt giáo lại, bớt vào đao lại. Nãy pháo xây rất là ít nha, anh em không có xây pháo đó, thiếu quá rồi. Tí ai phụ mình xây cho mình cái supply với, mình bắn cho, mình canh mình bắn cho. Xây cho mình cái này anh em đi đâu được. Chia tầm nhau ra chiều thường. Tầm mấy đạo chặt như vậy, chặt từng đạo thôi, đừng có vào hết một lúc rồi. Đúng rồi. Nhiều quá nó hết chiêu ban á, ngựa nó đẩy vô là bể đó. Mấy thằng nó chạy từ Cortino qua nó phụ nè. Mang lạc đà, thiên Âu. Ô bắt đi em đi anh, em xây cho. Nó xây chép, à nó xây Kuvrin ngay trên các tháp. Ngay trên các tháp để phá chép mình chưa. Để đánh nhanh vô, đánh nhanh vô, để lính lên cao đánh nhanh vô. Trèo đi cho trèo quân đi, cho trèo quân luôn, trèo quân lên, trèo quân lên. Trèo quân lên, trèo quân chuẩn này. Có pháo xây dùm cửa không phụ, tầm vỡ thì không có không. Đang bắn ngay nha, tớ mới vào mình nhiều lính cơ động mà nhiều lính đánh nhanh mà cho nên chèo đi chèo đi chèo đi chèo đi đừng cho nó bắn, đừng cho nó bắn mình, chèo tường phá ra đi, đừng cho nó bắn chép mình. Thí đi thí quân đi, thí quân thí tướng luôn. Mày thấy tôi đứng đây kia lên đi khi tao thí rồi. Nó cầm full mô đao nhá, anh em leo tường được đấy. Quân này của nó quân full mô đao leo tường dễ lắm, nó chỉ có mô đao súng lửa thôi. Đó cầm mô đao với cả khiên với cả chỉ có đúng một đạo hộ chị em thôi với hai đạo súng lửa thôi, còn lại anh em lên dễ lắm. Cầm Iron leo lên. À anh em ơi. Rô chan ơi trên đầu nè. Mọi người hết pháo à? Sau hết pháo này. Hay từ lát. Anh em xây được ở trên đầu, xây Greatsword thổi vào đầu đó, xây Greatsword nhắm vào cái cộng ấy. Xây Greatsword nhắm vào cộng ở chỗ tường đất ấy, thổi vào đầu chúng nó. Nếu mà chiếm được tường. Đấy.
Kinter bằng cách cổng chính đi. Không nó sao nó sổ ra rồi. Đúng rồi, anh góc hết quân anh đi xuống kiểu đấy được. Bơm, bơm thường thường, bơm, bơm vô đi, bơm vô đứng đánh đi, đánh vô đi. Kinter, bạn đừng đi đâu nhá. Bạn đừng đi đâu nhá. Đánh luôn chết, chết, đánh luôn chết. Móc vô cái đường nhỏ, tường vỡ qua qua đường cầu phá hết mấy cái farming con mét chứ. Bơm vô, bơm vô, bơm vô. Nó trên tường nhiều rồi thì đánh phía dưới đất đi. Chết vào đường, chết. Cậu bên này, cậu bên này. Chết vào đường á. Chết đường chè nó, đường chè nó. Đường chè nó. Chết vào rẽ phải. Chỗ nước chảy vào ai, đi theo nước chảy vào ai, đi theo nước chảy vào này. Cánh ở trên nút đồ cũng chuẩn bị xuống đi. Kinter ơi, bạn canh bay đi nhá. Nó nhiều mod out cầm cầm siêu đần vô anh em ơi. Nó nhiều mod out cầm siêu đần vô. Đi vô cửa chính luôn đi, đi vô cửa chính nè, cửa chính không ai đi đi. Đi đừng, đừng chèo nữa, đừng chèo nữa. Đảo đi, đảo đi. Đảo đi, đảo đi nè. Nhanh, tường vỡ thoáng này. Tường vỡ rất thoáng luôn ạ. Cánh của nút đồ về ấy tạo điều kiện cho tường 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 vỡ này. Vô nhá. Nó định đẩy ra từ tường vỡ nhá. Cánh của tường vỡ cực kỳ thoáng luôn. Anh em đi từ tường vỡ đi sang ấy, đi sang đây, gộp vào cái cộng bên này. Đi sang đây. Vỡ còn lấy hết táo rồi, anh em đánh mạnh đi, đừng sợ nó. Đúng rồi, một người chiếm mấy người, chúng ta cứ vào quay cái x cái chiếm luôn. Đi vô đi. Này này, vào cộng, vào cộng. Chúng ta đổi mục tiêu, vào cộng, vào cộng, vào cộng. Vào cộng, vào cộng, dám, bỏ x đi, vào cộng. Vô đạp đi, còn đạp cộng, đạp cộng, đạp cộng, rồi rồi, đánh các hướng đủ rồi. Này này, ai 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 cần làm gì đúng không? Quay sau, quay sau, quay sau, nó có phùng lửa, đi sau, đi sau, đi sau, đi sau, đi sau, đi sau, quay lại. Bé cô quay sau, quay sau, sau nè. À về về bay, về bay, một người về bay, một người về bay. Anh Miu, hay ba câu huấn, về bay đi. Về bay cho em đi. F ít, em cũng chơi. Ok, anh câu ơi, có em bây giờ. Trong cũng phải đông rồi. Anh em PK đây, không sợ đâu, không sợ đâu. Lên cổng trên đi, trong cũng phải đông quá thì lên cổng trên đi. Nó vẫn quay kịp. Nó quay kịp nha. Nó vẫn quay kịp, nó vẫn quay kịp. Nó xô ra đấy, nó xô ra đấy. Chẳng lại, anh em chẳng lại. Chẳng lại, chẳng lại cổng chính, chẳng lại. Đi thẳng cửa chính, đi thẳng cửa chính vô. Đi thẳng cửa chính luôn. Đánh cương với nó luôn. Quay lại à. Rồi lại lại phá đi, cho ra lại cứ phá đi, đừng đừng có đừng rồi, chạy. Em cứ chạy lanh quanh và bắt chúng nó mất nhiều thời gian cho em à. Cứ chạy em lanh quanh. Em vô từ vỡ. Đi vô đi, đuổi thẳng đi, đừng có đợi nhau nữa, đi vô thẳng đi, đừng có đợi nhau, đừng đợi gì hết, cứ đi vô đi. Trong có bóng người chú ý. Rồi biết rồi. Cầm bộ binh, cầm bộ binh lại. Nó nhiều lạc đà, nó nhiều lạc đà, nó nhiều lạc đà, nó không lấy kỹ đâu, nó nhiều lạc đà anh em. Thường vỡ ít lắm, thường vỡ ít lắm, vô phụ thường vỡ đi. Giao tranh thắng đấy. Đừng có thấy nó lóc rồi được, nó không đánh. Đẩy lên, không nó xây đồ này, đừng để nó xây đồ. Bộ binh ăn được mẹ. Ăn ngon mà. Đẩy vào. Ai vòng cùng với Thánh Thiên kia kìa, đừng. Ờ đi, cầm chiến vô. Cầm chiến vô, cầm chiến vô. Go mày. Nhìn nhau đi, bật táp lên, đánh bật táp, nhìn nhau lên, thấy chỗ nào hở thì đánh. Ria lên, chúng nhau. Ờ được rồi. Miêu Quý Tông ơi, canh cổng chính ấy. Bế xu phát cộng, bế xu phát cộng. Ai vừa mới lấy vào, lấy cổng chính ấy, đi cổng chính vòng ra đây, gom chỗ này là xong mà. Gom đi. Đánh cả cổng chính nữa, mình đánh hai hướng, ba hướng vào. Đánh vô cái cổng kia, đừng đi vô ít, đánh vô cái cổng kia. Nó về lấy quân đi, nó về lấy quân kìa. Apiu. Abiu chạy về cậu. Vô phụ ghê vô. Vô phụ trong đánh, phải đánh, ghê vô phụ phải ghê duy đeo vậy á. Đi thẳng hết rồi vẽ phải. Từ vỡ đi vô nhanh đi, đánh luôn đi. Đấy đi Aleo, đi từ đấy xong vào rẽ vào cậu. Đúng rồi. Đây ai có cái đường ở đây đi thẳng, này. Đi thẳng hết rồi vẽ xuống cậu. Đi vô với phụ đi. Từ vỡ đẩy thẳng lên trên. Đừng có hâu cho đi theo Blue Spear ấy. Đấy, cái đường này đấy, đúng rồi. Đúng rồi. Chính là cái đường đấy. Đánh mạnh vô, đánh mạnh vô. Anh Trung đi thẳng và cứ đánh ấy. Anh Trung với Yari, hai anh em cứ cầm cự đi. Đánh, nếu mà qua được là cứ qua nhá. Tường vỡ cũng thế. Này, đi thẳng vô. Tường vỡ đi sang bên này. Tường vỡ đi sang bên này, chỉ có 1-2 người ke thằng phải, còn lại mình phải chạy qua. Chứ không còn toán được đi, đâu. Cửa chính, đánh mạnh vô đi. Cái cánh của tường vỡ đi sang bên này đi. Chỉ có 1-2 người ke ở phía bên tay trái thôi. Còn lại đi sang hết bên phải để thông cho cửa chính đi.
cánh của Warlord ấy. Còn Vanessa gì vậy anh em ơi, còn Vanessa, Siro với Siro đánh thôi, cầm ba lợi lính thôi mà đánh được. Đồ lính cộng kìa. Lại mất rồi, lại mất rồi. Cái tường vỡ mất nhiều thời gian quá nhở. Sao nhát thế nhở, em đi bộ vào xong có tại sao tường vỡ Kakani không ép được sang trái à? Ăn một... Kami có đánh được không? Cái tường vỡ không có tướng nó mà ông cứ bò lính. Không có tướng nó phun đúng một đàn phun lửa thôi. Ông đi qua ít chết một hai con thôi còn lại vẫn lọt được mà. Không đánh được là mình mở đi lên giúp trên nha. Đánh quá nha luôn. Quả quả lúc lấy là tường vỡ đánh cực kỳ báo luôn. Đi vô đi. Sợ lỗ lính này. Câu hỏi trọng tâm đúng đấy. Tốt lính nha. Ông Can đi đánh thì ẩu quá nha. Tê đấp chứ không phải đánh sai. Đúng rồi. Đúng rồi. Cánh của Lubu. Ê mọi người lag này. Mọi người lag cái cánh Lubu này. Đấy thấy không? Thấy Lubu lag không? Cổng chính anh em thấy Lubu lag sang trái được không? Lubu lag được thì mọi người cũng lag được. Cổng chính thì lag sang trái. Tường vỡ thì lag sang phải. Được chưa? Xong em tập trung với nhau rồi tỏa ra. Anh em vừa cái chụp cửa chính, giết cửa chính nè. Em sẽ giết anh em hẹn nhau đây đi. Bay kìa. À Tula, sau. Rồi lúc cái đó rồi. Không, vẫn quay kịp đấy. Như được. Nên có là Tula quyết rồi, định rồi. Lên. Được rồi, mày đi, ok rồi, ăn rồi. Lucky Dog vẫn vào đây. Hai ông đeo khiên bu theo chi nữa. Cổng chính đi. Cổng chính đi. Cái đót nó chết rồi kiểu mấy anh. Biết rồi. Có lính. Đi cổng chính đi rẽ sang phải này. Đi đường nào cũng được miễn là hẹn nhau ở cộng nó đi. Dưới nhà. Camille kia là bay. Nó không được hả? Camille ơi bay. Hết con mẹ người luôn. Máy niệm lót vô không được hả? Tụt người luôn. Chết ngớ ngẩn như sao? Đang lót vô nè. Lót, mày niệm lót chậm. Được xem like nha anh em, nhớ tắt liên tục. Máy lát, lót chậm nha, mày xem like. Like rồi, nó không biết lính. Không xem like, các ông không nắm được tình hình, like vào vậy. Em nhìn nó cái lính có cái. Thấy nó đổi lính thì còn không swap lại kìa. Nó cầm diều giáo và ngựa đây này. Chỉ thường bớt vài người đi, 5 người chơi một đội. Ai cầm Simider treo tường ấy, treo tường bắn pháo lên xuống ấy, lúc ấy bắn pháo hiệu quả mà. Thử cho 50 Simider treo tường đi. 5 người thôi. Ai cầm Simider treo lên, trong chơi gói shot bắn chúng cộng nó. Làm một đội thế đi. Rồi chơi phải được rồi, đi treo nữa. Thì muốn từ rồi, đợi nhau, được rồi, đi treo nữa, được treo nữa. Có đồ, phụ hay vô, cứ phụ có thể vô vậy. Có đồ góc này. Bây giờ giao ý vô chọt con đi chứ không có đứng đợi được cho đâu. Giao ý giờ đứng cái vô đứng mà chọt đi. Giao ý không phải bracing không tự tin vào bấm vào đường mà bracing thôi, cứ lấn từng mét đất giao ý cửa chính. Giao ý đi cửa chính đánh. Nó để hai đạo ở supply bên phải nha. Có diều nhá, nhiều đồ góc này lắm. Trên tường xe chấp sáu xuống chạy xuống không rồi giao ý đi cửa chính. Cánh của Andres đánh cầm chừng. Rồi. Từ vào đánh đi. Rồi bên trên kia đi chung với nhau thì chỗ này gờ được này, gờ này. Anh em nhìn thấy chúng nó tụ tập trung đây nhiều không? Ép xuống cộng nghe. Về đi chung, ép xuống cộng nghe. Anh em. Ép xuống cộng nghe. Chạy vô. Chị bên trên làm gì thế? Bên trên nhanh đi. Rút chạy về bay. Chỉ mình rút chạy thôi. Chạy bay đầu với nó. Kệ đi. Bay không sao đâu. Cứ đánh tiếp đi. Đâu rồi đó? Cộng được nha, cộng có thể được. Sang ngay anh, làm đủ mọi cách này, sang đây, anh. Cộng được kìa. Cộng qua cộng đi anh em ơi. Đốt trang không đánh được thì sống càng lâu càng tốt chứ. Lấy cho bằng được cái cộng. Lấy cho bằng được cái cộng đi. Đấy rồi, giết đi, hay lắm. Ép từ quả tiếp nè, ép ai vào sau, ép từ quả. Giữ cái cộng lại anh em ngoài vô cái cộng đi. Ép từ quả đi. Đứng lại, đứng ở ngoài hoài vậy. Anh Tuấn ơi, quay về bay đi. Đánh luôn đi anh. Anh Tuấn ơi, quay về bay đi. Em lo bay. Ok, không sao. Thằng Blue Spear lo bay à. Ok, cảm ơn. Sao cái góc này anh đéo nhìn thấy bản đồ nhỉ? Alert đi qua đi. Ép tiếp đi. Tốt. Vô trong cổng gọi lính ra, gọi bộ binh ra. Anh em tập trung hết ở chỗ kính ấy. Mình giải quyết cái mid xong rồi nè. Mid the dead.
Mid delet. Chú tám đứng ở X đấy sống nhá, đừng có chết đấy. Ok. Sau lưng chú tám có một. Đi cổng chính đi. Lại người. Ai còn lính đi thẳng vào ấy luôn. Ai còn lính đi thẳng vào XPK cùng chú tám luôn. Lẹ em khi ngoài kia vô phủ luôn. Được rồi, giết đi, tướng ơi. Cầu thang. Ai đẹp cầu thang nhá. Ai đẹp thang trên đầu ghê. Chúng cộng ghê, có thằng gì trên đầu ghê. Còn chú tám ơi, chú tám cứ hồi phục ấy. Có Black Cat mà, thoải mái. Rồi. Quay đi, quay nhanh lên, nó định ra chiếm bay. Thế anh về bay nhanh lên. Nhanh lên, thế anh về bay. Anh em ở trong X làm nhanh lên, bây giờ đổi kèo đấy. Cứ quay đi, nhanh lên. Ok, xong. Thế để bay. Đấy bay luôn, để thằng lính bay, ai còn lính, chạy thằng lính bay. Chạy thằng lính bay, chú hết người. Mà chào bạn câu giờ. Yari và Yukimura ở X, chú 8, Yukimura, Yari. Em có lạc đại em ở đây chưa? Đúng rồi, anh trung đi X, thế anh đi X. Ôi dồi ôi, có phạm lực. Ôi dồi anh trung ơi, anh giết bọn em rồi, đừng. Vào X đi, anh em ở trên bay đánh đi. Đi thẳng đi, đừng né nữa, tới này rồi. Đi thẳng, đi tiếp, anh trung ơi, vào X, anh trung. Nhìn vô đập chết kìa. Đằng sau này, có 3 thằng. Rồi, lên. Cứ bình tĩnh nhá, chậm mà chắc. Chính đợi tí, cửa chính đang ở đây. Nó quay lại nữa. Nó phòng khóa cửa ở ngoài đấy. Đi được nước sang, đi được nước sang. Anh Trung ơi, đừng thăm lính anh Trung, đi lên. Không, cửa chính nó bị khóa. Đi được nước sang anh ơi. Không đi được này, nó vừa chạy qua là đóng cửa. Ác thế nhở. Bọn này chơi tiểu sĩ, bọn này đánh kinh mà. Đánh tiếp đi. Thằng chờ anh em đấy mạnh, có thể ăn được đó, thằng chờ đó. Cứ ép lên, ép pressure liên tục lên, giết đi. Mình đang có thế, bây giờ cứ Mất hậu lại đi, bây giờ hậu lại đi, mất thế rồi. Mất vô, thế, đẩy lên, đẩy lên nước lại đi. Tạo thế lại đi. Lấy trái đi. Mày làm lại, thằng 2 rồi. Hay quá, vẫn 2, vẫn 2 nha. Ờ, ai ra, ai chết là cán bộ ra, mua G đấy nhá. Lúc cần G hết rồi. Ai cần G nè. Đây, ai cần G, chat lên, để tớ ra một tí được cấp trước cho. Chat lên nhá. Để mình xét cho con. Bạn lead đi, mình xét cho. Ừ. Bé tí được. Ai gật gờ nè. Ai gờ cứ chắc chỉ cần hầu nha. Nó mạnh mẽ lên em ơi, đừng có đợi nhiều quá. Nó sạch mất tươi. Ép đi anh em ơi, được thế cái bắn pháo vài tên là được đẩy lên luôn cho nó mềm người đi. Ông nào á cặp siêu đần, một người căn siêu đần căn supply đi. Xây đồ đi anh em, xây đồ đi, giờ thời điểm xây đồ đó. Bạn lít đi Phạm Vương, đây. Anh em nào hết pháo nhá. Hết pháo chat lên xin chép đi. Để mang giao cấp trước để anh em xây chép đi. Bạn nhớ để ý cái fuel cam bên cạnh xem nó biến mất chưa, tớ sợ 23 phút sắp biến mất rồi. 30 phút lận. Ừ, thoải mái. Bây giờ thế trận reset lại rồi này. Bây giờ phải cầu. Ui, nhiều đồ lắm bạn ơi. Ui, đào về. Bao đồ nhá. Không là đạo, không bao giờ lên được đâu. Anh em mình ít đồ quá, đào về cửa phụ ép cái đi. Đào về cửa phụ cái đi. Tớ ping những góc có đồ này. Đào về cửa phụ đi. Chứ đéo ping được. Đánh cửa phụ được á, tay mình đào về cửa phụ kìa anh em ơi. Đào về cửa phụ đi. Đưa La Mã đấy, phiên chính lên trước là anh. Đào về cửa phụ đi, nghe đi, đào về cửa phụ đi. Một người con supply kìa. Đấy, nó ra là bắn con supply kìa. Rất nhiều đồ luôn, đào về cửa phụ được ấy. Cứ đào đi. Anh Ken ơi, anh đừng lê xây pháo trên tháp nữa. Anh về lấy lính xong rồi anh cứ đứng ở cổng chính ném đinh đi. Ken ơi, đứng bên trong supply xây pháo luôn, không cần phải chạy ra đâu. Đúng rồi, cái góc ấy tệ lắm. Anh đứng ở cái supply gần này, đánh nhau nó tiện hơn. Chỗ nãy mà bạn bom chụp cái pháo của tôi đó. Có tay nó phá chép đồ gì ấy. Gờ cái mớ này. Đúng rồi, anh em tranh thủ gờ cứ nhào lên mà phá đồ nó bớt đi. Đẩy lên đây để mạnh đây, để đứng lên đây. Bây giờ là cái turn anh em mình có thể chết nhảm thoải mái nhá. Cái turn này anh em mình đang bào cho nó mềm, cứ chết nhảm thoải mái được. Để đứng lên spam đi. Tạo ra những giao tranh nhỏ đi. Cứ tạo ra giao tranh nhỏ đi. Nhảy xuống đi. Cứ để lên đi về, để không cần chết, để lên đi. Yukimura về Shiver giải quyết đi. Một người cầm Shiver đứng trong đó đi. Anh Ken gờ vào cổng vụ.
ai cổng chính quay được gờ vào cổng phụ nhanh lên, gờ vào mở cho cổng phụ. Quá wow. cứ đánh đi bây giờ cứ đánh như tao tranh bào nhiều vào, bây giờ spam anh em cứ spam gọi lính mềm nó nhiều vào, chứ bây giờ cái thành này không bao giờ mình đánh một con giao tranh thắng được luôn đâu. Anh em mà mấy anh em kỵ binh mới vào đổi hết sang bộ binh đi. Để anh em đánh mấy con đánh lộn đấy. Và uy tín thêm mà mình giao can supply à. Ờ có bọn nó dùng 2 chê ba ly ấy. Bọn nó có 2 chê ba ly ấy. Em đi về lên đi kìa, đi về nhiều kìa, đi về nhiều cửa chính rồi kìa. Cửa chính của anh Ken vào được đấy. Cửa chính của anh Ken vào được đấy. Chúng mà sao cái cộng nó khẽ nhờ. Supply chả vẫn còn vàng đi. Nhảy cậu còn hơn cậu. Lát cái ra, lát cả lính NPC ra. Chắc lính lúc bây giờ mọi người lên đi vì em đang để gặp là giữ X rồi, để em giữ cộng luôn cho. Ờ. Không cần đâu. Không đúng rồi, cứ để là gà cắm ở X cơ. Đấy có một thằng nhảy xuống X kìa ra đi. Đấy. Vừa nói xong. Điều vô. Cái show nó ba lạc đài em đang ngồi X mà. Thằng này nó sẽ chạy ra lấy cộng, lấy quân điều sau đấy là đi. Nó sẽ giết em rồi nó mới vào X cơ. Em kèm vào đi. Để thằng ra đi giữ X không? Đấy, kèm đi. Mà chào ơi, anh có nhắn cho em ở nhà mà chào. Rồi đó anh. Đánh nghe anh em cứ đánh nghe spam đi. Nó toàn kỵ binh huân tước với khiên nhá, nó không có giáo. Nó không có giáo. Nó đặt đồ trên cầu thang quá trời anh. Theo nàng cũng chính nó đặt đồ nhiều lắm. Nó đặt đồ rất nhiều. Spam cứ spam quân đi, mình có thể spam quân mình có spam đi. Anh em cứ spam nhưng không chết được, spam đừng chết tướng nhá. Đẩy lên spam đi, đừng có để lính bên dưới nữa. Nó không có luôn giáo nhá, mọi người ơi, nó không có giáo nhá. Bây giờ anh em luôn á. Bây giờ vẽ để với bị ngựa ở dưới kìa. Bây giờ nó giờ nó mới thay giáo này. Đẩy lên đi, có thế kìa, đẩy lên cứ chết đi, để hết đi. Can đi chặt không có than đi. Không chặt được đem chặt không có than đi. Sao hơi bị nhiều kìa, đẩy lên. Lên đi. Ôi trời ơi, dưới cái cổng. Bây giờ chặt thông cầu thang, cái cầu thang chính thông rồi này. Nhanh lên, lên, cơ hội chỉ có một này. Đi lên, cơ hội chỉ có một đi. Một người can supply kìa. Để ra vát nó canh nhá, để ra vát nó canh nhá. Cơ hội chỉ một, chỉ thả chính này. Này, gờ đi anh em ơi. Gờ đi, chúng nó dồn hết vào chính rồi này. Đi lên đánh đi. Kha cũng lên được rồi này. Đi phụ nhá. Ra đi em, thời gian rảnh em ấy đi. Thời gian rảnh em bắn pháo đi. Để lên đi được bắn nữa, người ta đợi bộ mình lên được kìa, bắn pháo cái quần què chứ bắn hoài. Đồ mình chết hết mẹ rồi. Tôi tập trung lại đồ mình lên nhiều quá vậy. Xây một thể luôn đi, đừng có lại về lại xây. Để mình ra đi nó bắn thôi, để mình ra đi nó bắn thôi. Nó đang rồi, để giữ ích, để mình ra đi nó bắn thôi. Đáp tơ rồi, quá trọng rồi. Ê mặt thế. Lại làm lại đi, lại bắn đồ đi, xây đồ đi. Chết đi. Căn đừng cho nó bắn để nó mềm, đánh để cho nó mềm. Vua rocket này, vua rocket này. Phải bắn cho nó tới chết hiểu không? Vua rocket này. Hôm qua cha anh là anh đi gờ đi. Mà xong rồi bỏ pháo lên hết mà, rồi cầm pháo bắn tiếp rồi. Chép ngoài sao chép nha, không còn chép đâu nha, phá rồi đó. Lên hết anh em mua. Thì nó chậm quá, nó bắn hết chứ gì để nó đặt lại pháo cái đống. Nó đặt lại nhiều lắm. Còn có 9 phút. Bây giờ hâu nè, spam lại cái nè. Để mình vô mình can supply cho chứ để mấy ông can supply mấy ông có can được đâu. Không bắn pháo. Đặt cả rồi một má đi. Đặt trong tên này, tớ bảo. Ở dưới đánh đi, chỗ cửa chính đánh đi, cái chỗ cửa chính đánh đi, cái đánh đi. Bây giờ hút xa với các thứ nhá, những cái con người chẳng đẹp ấy, chặt thẳng vào cầu thang đi. Không có thời gian để cho các ông vẽ chỗ đúng không? Chỗ gì đâu, đánh đi, đánh đi, để đồng đội mình bắn chép. Camino Kiba cứ lên ấy đi, để lính dưới xong rồi, để lính dưới cầu thang xong rồi em lên em phi tiên đi. Ba người bắn hơi nhiều. Cầu thang phụ này. Lên đi, cửa phụ bớt đi kìa. Lên đi, mạnh dạn lên đánh đi. Đâu đánh rồi thì cứ mạnh dạn đánh thôi, đừng đợi nó. Này. Cái cầu thang này đông quá đấy. Cái chỗ Yari đang đứng bắn pháo đông quá đông đấy. Anh KW ra giúp ra phát đi. Blue Spear ra về ra phát về chỉ đi ra đi cổng chính đi. Rồi để cùng đi thẳng luôn, đào đi vào giết đấy, ra đi giết đấy. Còn lại toàn bộ đao xích vào giết mấy thằng đao khiên. Ê không sao đâu cơ, Tài ơi, có lạc đà ra đi. Chính. Đao khiên bỏ đi, đao khiên không giết được người đâu, đừng giết người. Để cho đao xích nó lo. Đi kệ đi, ê không sao đâu. Thằng đấy
thằng Mountain đấy giao đi, chăm chăm nó luôn trước mặt em. Lên đây có đao xích canh tốt lắm. Nó có một pháo binh nhá. Lên chính lên được, chính lên được. Thiếu giá nha. Đi nhá. Ừ. Nó toàn lạc đà thôi. Nó toàn lạc đà thôi. Lên hết đi, lên hết được. Nó toàn lạc đà thôi. Lạc ông của... Nè. Sao có nói quài vậy ta? Phá ba pháo rồi mà công. Jerry gì không? Đang nghe. Không, nó đang canh x, nó đang canh x với cả canh B là supply. Canh đâu, đứng bắn không chứ có canh có đánh đâu. Giờ đi, tiếp. Nó giết lấy giờ mà. Mày nói chóng mày nè, em vô hút lệ nè. GG ngay cộng 9 giùm nè. Lạc lên đi, giao đi ơi. Có nút đồ rồi. Tơ này giết xong rồi Green Gun em lên luôn đi. Atua lên thẳng đi. Em lên luôn đi. Em lên luôn đi. Ngay cộng 9 cái lên luôn PK đi. Để nút đồ ấy. Thế là được rồi. Nó không dám nhảy đâu. Lên đi. X ổn rồi. Thế tốt rồi. Vào hết bay PK. Toàn bộ đao xích chạy vào bay. Go. Toàn bộ vào bay PK. Toàn bộ vào bay PK đi. Đút đồ cái cản spa đi kìa, còn xuống kìa. Cứ vào hết bay PK thôi. Toàn bộ đao xích, tất cả các thứ ăn thịt, các thứ giết hết. Ưu tiên những thằng đao xích, thằng giáo nhá. Còn bọn kiếm khiên đao phiên kệ đi. Bay thiêu lính nha, bay thiêu lính. Cứ spa đi, yên tâm đi, bọn không nhảy đâu. Chỉ thế mày đổi luôn, trao đổi luôn, bây giờ cứ đổi luôn. Hay, có 6 phút đấy, cứ đánh phải như thế. Lại lên tiếp, cứ lên tiếp. Hay cứ bơm đi tiếp. Ngựa cắt cổ, bụt cổ lẹ. Nó phun kỵ với lạc đà. Nó phun kỵ, cầm giáo lên. Cầm giáo với lạc đà lên, Đi thẳng cầu đang chính. Cầu bên lên, cầm giáo lên. Cầu đang phụ có thể gờ. Đánh cùng lính nhá, tơ này đánh cùng lính, chúng có chết cũng nhiều lắm rồi, chúng có mềm lắm rồi. Đừng chết đấy, giờ chết là mất thế đấy. Thắng này, đánh mặt đi. Nhất là cánh của Blackhead đấy, bạn đừng chết đấy. Bạn đang đi mình đấy. Đúng rồi, cái thông chính thông vào kẻ đấy, nó mềm là kẻ đó, lên xếp đất bị, lên luôn, không cắt bầy. Rồi, xây đồ anh em ơi. Giết người. Gờ đi. Nhẹ mạng. Gờ sang cục phụ. Anh em gờ liên tục à. Là đè nó cản chừng anh em mình nhá. Tôi biết. Mày cắt tiếp khách, đu đồ tiếp khách. Kìa kìa. Đánh đi, ép đi. Ok. Đánh cửa chính. Lên đi. Cứ nhẹ mạng này, dưới chụp lại đi. Nó xuống rất là nhiều nha, nó phá rất là nhiều. Bấm tiếp đi. Ai còn lính thì lên đi, không có supply. Không có đi supply nha. Ai còn lính thì đi lên cổng chính. Thấy nhiều lính đi supply kìa. Con mẹ ông nào vậy? Lên tiếp đi, lấy lý nhanh lên, đặt đồ đi. Ông nào đi vào, kéo lính đi vô supply vậy. Nó phun giáo. Nó phun giáo vào một súng lửa. Đẩy sang phụ. Đẩy giáo thì phá luôn. Cứ bơm đi đâu thắng, bơm cửa chính cho mình đi. Ai mới chắc là đi chính rồi. Bích thằng kèm nó. Thành thiên. Rồi thôi được rồi, đi lên. Công chính anh em. Black cat. Đồ đào, chính. Được rồi, ép vào. Cứ ép dần vào. Chạy rộng ra. Này anh em kê giáo được cầu thang định là thắng nhá. Kê giáo chỗ này là thắng nhá. Để đút đồ lo. Để đút đồ lo, ai có lính cứ đi lên đi. Sát thủ đi lên đi. Bỏ qua, người vẫn lều rồi. Bỏ qua không. Đi chính đi. Nó kê phụ thì kệ con mẹ nó. Bây giờ ông nào có đạo rồi khiên rôm phá giáo thì hẵng đi phụ, còn lại đi chính hết đi. Bây giờ nó nhiều giáo này, bây giờ cầm lính giết tướng đi. Để lên cao lên, Andres để cao lên. Cũng hậu thông rồi. Anh em cá chép thông phụ rồi này. Đảo ai. Đảo ai. Bè. Cũng chính nhiều giáo. Ai về lên bè luôn. Bình thường có đánh cửa chính, ai mới sống thì cứ đánh cửa chính, còn lại ai về lấy lính đánh cửa phụ. Cái bầy giáo chỉ đi đâu xa đấy. Cái bầy giáo cửa phụ nó yếu lắm rồi nha. Vâng. Nó sang rồi. Được xem đã. Đâu. Nè em. Bấm tiếp không. Cầm bên lên. Cầm xuống đây ra. Nó cầm full mô đao với cả giáo ý. Mình phải counter là mang siêu Maiden lên là ăn hết à. Siêu Maiden mình đánh phải chắc. Khiên La Mã. Siêu Maiden với khiên La Mã với cả giáo ý mình đổi đi.
đổi đi, 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 tầm 2 phút rưỡi đánh. Anh em đảo với cả có gờ đấy. Đẩy full một đường luôn, đừng dồn lại đẩy full. Đúng rồi. Đẩy đường đợi đó, đẩy cổng sau á, cổng sau ít pháo. Ok. Đưa đồ lên đánh đi, đưa đồ đánh đi. Mua nào kia nó kìa. Cổng sau nó ít pháo, cổng sau nó chỉ có 3 cái pháo thôi. À, cổng sau anh em mình phá xong ép sang bên này cho anh nhá. Đánh đi đừng xây phá nó, hết giờ rồi anh em. Không còn giờ đâu. Đẩy vào bay rồi hắn xây. Phá trận này, tơn này phải hy sinh này, tơn phá trận phải hy sinh này. Thằng gấp 3 xuống nhá. Kinter bạn kèm vào đi. Chết. Còn thằng nữa. Ép sang trái nhá, cổng phụ ép sang trái nhá. Ai gờ dưới lâu quá vậy? Kệ đi. Cái gờ có mỗi một cái mà. Ai tranh thủ vào phá đồ nhá, ai mà vòng qua được phá đồ đi như rút đồ kìa. Ai mới sống lại cứ đi hết cổng chính cho mình. Kinter bạn cứ canh cái đấy. Xong. Đi thẳng vào bay, giờ đi thẳng vào bay, không còn thời gian đâu. Ai rảnh kê cầu thang. Chúa chết cầu thang này. Che em cầu thang này lại, ai có giáo ý che cho em đạo cầu thang lại. Cho một đạo chống ít đi để nó cắt ít bây giờ. Không, ít không lo, ít không lo, ít không lo. Kê em cầu thang này là thắng, kê em cầu thang này em đảm bảo thắng. 1 phút 38, vào trong bay BK. Mày làm vậy anh em, lấy mạnh cái. Đánh đi kìa. Bỏ cộng đi, còn có 20 mấy giây thôi, kệ cha đó. Thì mày đừng lên đấy. Phải cứ để cái lửa tôi lên đấy nhở. Nhiều giáo ý quá, nó phá hết chép rồi. Nhiều giá mà siêu mình không lên rồi ai đâu. Má, 5 thằng nó nhảy dưới đây ạ. Rồi để mình giữ giết nhanh hơn. Phải khó giết. Hết rồi. Lại rồi. Hết giờ. Bòi đánh nhá, bòi đánh hay hơn bọn kia nhiều.